Thưa quý vị, dự án cống thoát nước khe cạn tại quận Thanh Khê với mục tiêu xử lý nước thải được thực hiện từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới thuộc dự án hạ tầng ưu tiên CAPEX của thành phố Đà Nẵng, khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành năm 2017. Thế nhưng do vướng giải phóng mặt bằng nên phải dừng thi công từ năm 2018. Trước thực tế này, cuối tháng 8 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, chỉ đạo tập trung để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công dự án. Mới đây nhất, tại cuộc họp với các đơn vị phòng ban liên quan, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê cho biết, ngay sau chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, quận đã nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ liên quan để sớm khởi công giai đoạn 1 của dự án. Quận đã phối hợp với Thanh tra thành phố rà soát lại toàn bộ tính pháp lý của 108 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, tổ chức tiếp dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, vận dụng tối đa các chính sách đền bù giải tỏa để hỗ trợ người dân. Lãnh đạo quận cũng đã tổ chức họp bàn để tăng cường chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời vướng mắc. Hiện quận tập trung giải phóng mặt bằng đoạn 150m từ kiệt 150 Nguyễn Như Hạnh về phía đường sắt, trong đó đoạn dài 39m đã có mặt bằng, bàn giao cho ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tiếp nhận hạ tầng thi công từ ngày 6 tháng 9. Về cái tiến độ giải phóng mặt bằng hiện nay thì sau cái buổi họp ngày 24 tháng 8 của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và các ngành liên quan thành phố về chỉ đạo, thì đến nay thì chúng tôi cũng đã, hội đồng phát bàn cũng đã bàn giao được một số vị trí để cho chủ đầu tư, tức là ban quản lý các dự án hạ tầng ưu tiên để họ triển khai. Trước đấy là đoạn là 39m, hiện nay là đã bàn giao vào ngày 5 tháng 9 và chủ đầu tư, chỗ ban quản lý các dự án hạ tầng ưu tiên họ đã tiếp quản để mà triển khai. Các đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ bàn giao tuần tự để cho là coi như là liên tục và cuốn chiếu theo cái tiến độ để chủ đầu tư họ triển khai. Đó, tiếp theo thì theo chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thì sẽ triển khai cái đoạn 150m đó, tức là trong đoạn này đây, tức là đến đường sắt và hai block công cư để cho triển khai là coi như sớm trong trước 24 tháng 9. Trong những ngày qua, với sự vận động giải thích của cơ quan chức năng, đã tiếp tục có hộ dân thực hiện bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Trong 134 hồ sơ phải thu hồi giải tỏa, hiện có 27 trên 134 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Sau cái cuộc làm việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về cái dự án khe cạn, thì Ủy ban nhân dân phường cũng như là các ban ngành đoàn thể cũng rất cố gắng nỗ lực để mà vận động người dân, và trong thời gian tới cũng rất là kỳ vọng là người dân khe cạn sẽ đồng tình ủng hộ để mà đẩy nhanh cái tiến độ của dự án. Dù mặt bằng bàn giao không liên tục và theo kiểu gia bèo, đường vào thi công trở ngại, nhưng để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư cũng đang xúc tiến thi công theo phương thức cuốn chiếu và cam kết thời gian hoàn thành. Hiện tại là ban lý đã tiếp nhận được mặt bằng khu tiến cống khe cạn đoạn cuối tiến và đoạn đầu tiến khoảng 35m. Đó, thì hiện tại thi công theo phương án là cuốn chiếu, làm tới đâu là hoàn trả tới đấy. Hiện tại cái đoạn 39m đoạn đầu tiến cam kết thi công trong vòng 2 tháng sẽ hoàn thành. Đoạn này thì cũng mình thi công trong vòng cũng tầm 2 tháng. Dự án cống thoát nước khe cạn là dự án có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn, nên quận Thanh Khê đang vào cuộc quyết liệt để tái khởi động dự án. Thời gian đến, quận sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đơn vị liên quan để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ cho việc thi công dự án với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, công khai minh bạch và vận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Dự án cống thoát nước khe cạn là công trình trọng điểm của Đà Nẵng đang được tái khởi động trở lại với tinh thần khẩn trương và quyết liệt hơn. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất của dự án này là công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập vấn đề này trong các chương trình thời sự sau.